Chị mau xem cho hắn đi, nhanh lên. Nhìn hắn bị đánh bê bết thế này, vừa vứt rác ngoài đường, biết chắc chắn là động phải người không nên động vào rồi. Chúng ta giúp hắn, có khi là rước họa vào thân đấy. Chị quên mất là bố em là ai à? Lúc mà bố em còn sống, bố em là trùm xã hội đen ở đây đấy. Dưới em ấy có biết bao nhiêu là thằng đệ, em còn sợ gì nữa. Nhưng mà này, chị chỉ sơ cứu qua thôi nhá. Còn nếu mà mày trở nặng ấy, hay là có việc gì đột xuất ấy, phải đưa bệnh viện ngay đấy. Thôi, em nghĩ là làm như vậy không hay đâu. Bây giờ mà đưa hắn ta qua bệnh viện là mọi người sẽ biết ngay hắn ta đã có người cứu rồi. Chị đợi em chút, em đi tắm một ít nước nóng nhá. Anh tỉnh rồi à? Anh tỉnh rồi lúc nào mà anh không nói cho tôi biết? Anh có ổn không đây? Này, anh mau uống nước đi. Anh có biết là anh đã ngất xỉu từ hôm qua đến bây giờ. Nếu mà anh cứ như này mãi, có khi là tôi phải đưa anh đi bệnh viện đấy nha. Alo, cho người mang cháo lên đi. Dạ, chị, cháo đây ạ. Ừ, đút cho hắn ăn đi. Ui, chị bảo em đánh nó em còn đánh được. Bây giờ bảo em đút cháo, chị em chịu ấy. Đút đi. Cái thằng này, phải thổi chứ. Nóng như thế mình có ăn được không? Mà đút cho người ta ăn như vậy. Thôi được rồi, đưa cháo đây. Sao phải đi xuống nhà đi, nói với mấy đứa ấy, đợi chị, bao giờ chị xuống thì mình cùng đi. Vâng. Anh không cần phải sợ đâu. Bọn xã hội đen như chúng tôi bây giờ ấy, ai có tội thì chúng tôi mới xử, chứ không bao giờ xử người vô tội đâu. Mà anh đắc tội với ai đấy? Tại sao người ta lại làm anh ra nông nỗi này cơ chứ? Anh nói tên đi, biết đâu tôi biết được, tôi lại có thể giúp đấy. Anh tự ăn được không? Thôi được rồi, anh ăn xong ấy thì anh uống thuốc đi. Thuốc tôi để trên bàn, tôi cũng ghi lại rất rõ ràng cách uống rồi đây. Mà anh biết đọc chữ chứ? Được rồi, nếu mà anh không muốn nói gì thêm ấy thì tôi cũng chỉ có thể giúp đỡ anh được đến như thế này thôi. Bây giờ anh không nói thì tôi biết làm cách nào để giúp anh cơ chứ. Ăn uống xong rồi anh cứ nghỉ ngơi ở đây thêm vài ngày, bao giờ khỏe lại thì anh cứ đi nhá. Tôi đi trước đây. Đột nhiên anh ấy biến mất, là mọi việc bị đảo lộn hết cả. Tôi ngồi thay vị trí của anh ấy mà áp lực đè nặng lên vai, cứ như núi, áp lực kinh khủng. Chuyện chủ tịch biến mất lần này rất có thể liên quan đến việc các công ty đối thủ của chúng ta trong thời gian gần đây đã bị áp đảo quá nhiều. Nhưng mà dù sao thì công ty của chúng ta vẫn cần phải có người đứng ra để lãnh đạo. Còn chuyện chủ tịch biến mất nhất định phải tìm ra. Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Chỉ cần ngày nào tôi còn sống, nhất định tôi sẽ tìm ra anh ấy bằng được. Những kẻ hại anh ấy, tôi sẽ bắt chúng phải trả giá thật đắt. Được, nhưng mà cậu cũng đừng quá đau buồn để ảnh hưởng đến công việc. Cậu mới lên nhậm chức, còn rất nhiều vấn đề cần phải xử lý đấy. Tôi được đưa lên ngồi cái ghế này để thay anh Long, nhưng mà mọi người vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Vì vậy, anh phải cố gắng giúp đỡ tôi tạo dựng lòng tin với mọi người và các cổ đông khác. Anh Huy nhá. Đương nhiên là như vậy rồi. Tôi đi nhá. Cảm ơn anh. Chị đã bảo với mày như thế nào rồi? Bây giờ có đi đòi tiền người ta ấy thì cũng không được phép đánh người. Chị nói như thế mà mày vẫn đánh người ta là sao? Em, mà chị cứ như thế thì làm sao đòi được tiền? Nếu mà đại ca ngày trước ấy, đã cho em đập nát cái nhà ấy ra rồi.
bố với cả chị khác nhau. Bây giờ bố đã mất rồi, chị là người nắm quyền. Em có nghe chị không hả? Anh chị ra ngoài rồi đây à? Xuống nhà trước đi. Hôm nay anh còn nấu cơm cơ à? Anh nấu bữa này đấy à? Ừ, công nhận là ngon thật đấy chứ. Như thế coi như là bữa này là anh trả ơn cho tôi rồi. Tôi đồng ý. Sao vậy? Anh có thể mở miệng để nói chuyện rồi cơ à? Tôi còn tưởng là anh bị câm thôi chứ. Có chuyện gì à? Không có gì cả. Chẳng qua là tôi đã nhớ ra lâu lắm rồi bản thân của mình không có một bữa cơm tử tế như vậy. Mà nếu mà bây giờ anh khỏe rồi thì anh cứ đi đi, không cần phải ở đây đâu. Ở bên cạnh tôi ấy, thật ra cũng không có an toàn gì cả. Lần sau nếu mà gặp chuyện gì thì tốt nhất anh cứ nên chạy đi trước. Để bị đánh như vậy không hay đâu. Thật ra là tôi chẳng biết đi đâu cả. Và chuyện hồi trước tôi không nhớ gì nữa. Thật á? Nghe là biết là giả rồi. Tốt nhất là anh cũng nên đi. Tại vì ở bên cạnh tôi thì cũng không có an toàn gì cả. Người yêu quý thì ít, còn người ghét tôi thì đông như kiến vậy. Nhưng mà này, cô đừng coi thường tôi. Tôi cũng có kinh nghiệm đấy. Việc gì tôi chả làm được. Kinh nghiệm buôn bán, rồi bất cứ thứ gì cô muốn. Sau này nếu mà cô có đi đâu, tôi có thể bảo vệ cô. Và tôi có thể vừa kiếm tiền vừa nuôi cô được. Được. Vậy thì từ bây giờ anh hãy ở lại đây đi. Bao giờ mà anh cảm thấy chán, muốn đi thì cứ đi, không cần phải nói với tôi biết. Tường Giang, Tường Giang, quán An Tâm đã sắp bị đóng cửa rồi. Chị nói thế là sao? Em mới vừa từ đấy về mà, có làm sao đâu. Chủ cho thuê nhà đang bảo là họ đã bán mặt bằng cho một người khác. Và họ bắt chúng ta phải dọn đi trong vòng 3 ngày. Sao lại như thế được chứ? Làm như vậy thì có khác nào là đạp đổ chiến công người khác đâu chứ. Bây giờ phải làm sao? Trước khi mà bố mất, em đã nói với bố là nhất định sẽ không để cho Tâm An phải đóng cửa. Bây giờ em phải giữ lời với bố, em không thể nào mà để mất quán như vậy được. Là bên nào thu mua lại quán vậy? Là công ty VM, cậu biết thì làm được gì chứ. Cậu không đi cùng Tường Sang à? Hèn nhát như vậy, uổng công nó cứu cậu. Đúng là cách làm việc của Dương, không chừa cho ai một đường lui nào. Về căn bản thì cô ấy hoàn toàn không thể nào đấu lại được cậu ta. Nhanh cái tay lên, sợ ghế nó đau à? Ghê ghê. Này, anh làm như thế này là đang vi phạm hợp đồng đấy nhá. Ít nhất thì anh cũng phải cho chúng tôi một tháng để mà chúng tôi có thể sắp xếp rồi chuyển đi chứ. Thế à? Thôi, hết bao nhiêu thì tôi đền bù là được. Tiền tôi không thiếu. Cái chính là tôi muốn nhanh nhanh để còn làm cái việc khác. Nhưng mà chúng tôi cũng không có cần tiền của anh. Đã là hợp đồng thì cần phải có sự đồng thuận từ hai phía chứ. Thực ra thì nếu mà muốn thì cũng không thiếu cách đâu. Anh Dương, tôi xin anh đấy. Hay là anh cho chúng tôi nửa tháng nữa để chúng tôi có thể sắp xếp được công việc rồi dọn đồ đi được không? Tính tôi là thế này này. Tôi không muốn mất thời gian đôi co với cái bọn thấp hèn. Thôi biến đi để tôi còn dọn. Bé Hải đâu? Em ơi kìa. San lấp mặt bằng. Cái ghế đi. Bỏ. Cái thằng này cồng kềnh thế không biết. Chị, đừng. Chúng ta không làm gì được họ đâu. Mọi chuyện chỉ càng phức tạp hơn thôi. Cứng à? Xuống dưới gọi hết đàn em với nhân viên lên đây xem có thằng nào dám động đến tôi không? Bọn tép gì ở đây á? Một mình anh chấp hết.
bé Hải đâu? Nhanh tay lên. Giời ơi. Trời đất ơi, chuyện mới có thế này thôi, thế mà anh đã phải bịt kín mít như này rồi à? Anh sợ lắm sao? Nếu mà anh sợ ấy thì anh đi đi. Mọi chuyện đã xảy ra đến mức này rồi, anh còn ở lại đây làm gì nữa? Còn không mau đi đi. Việc bây giờ mình cần làm ấy không phải là đối đầu với bọn họ đâu. Chúng ta cần tìm mặt bằng mới thật nhanh chóng để cho mọi người không mất việc nữa. Anh nghĩ là bây giờ tìm mặt bằng dễ như là mua mớ rau của ngành chợ như thế à? Tôi có một đứa bạn, nó có một căn nhà bỏ trống, vị trí nằm ngay giữa thành phố, khá thuận lợi để buôn bán này. Nếu như cô đồng ý thì ngay tháng đầu tới thôi, cô có thể chuyển đến, tháng đầu không cần cọc, cũng không cần tiền nhà đâu. Sao anh bảo là anh quên hết rồi cơ mà? Tại sao anh lại có một người bạn giàu có như thế chứ? Rốt cuộc anh là ai? Hay là mấy cái đám người mà hôm nay đến anh có quen à? Tại sao anh lại không trả lời tôi? Có phải là anh có chuyện gì khó nói, hay là anh đang muốn giấu tôi đúng không? Tiền bạc ấy chỉ là một thứ gì đấy ở bên ngoài hào nhoáng thôi, nhưng tiền bạc lại làm anh em chúng tôi đấu đá hãm hại nhau. Nếu nó đã có thể biến mất đi được thì tôi ước nó sẽ không quay trở lại được nữa. Người ngày hôm nay là anh em của anh à? Nó là em trai của tôi đấy, nhưng không cùng mẹ. Dù sao thì tôi cũng muốn anh em trong nhà lại phải đấu đá với nhau vì những chuyện tiền bạc như vậy. Chuyện cũng chỉ có thế thôi. Thế mà sao anh không định nói với tôi? Chẳng phải là nói ra thì sẽ nhẹ nhõm hơn sao? Anh em trong nhà với nhau ấy, tôi cũng không muốn phải tranh giành như vậy, một mất một còn. Thứ gì cậu ta cần lấy cậu ta cứ lấy, tôi chẳng muốn tranh. Thế chẳng nhẽ anh cũng không muốn trả thù hay sao? Anh không cảm thấy là hận anh ta? Anh đúng là kỳ lạ thật đấy. Tôi chỉ muốn bình yên cùng cậu ấy xây dựng công ty này thôi. Nhưng có lẽ đó không phải là điều cậu ta muốn. Bây giờ người tôi muốn ở bên cạnh chính là cô đấy. Đừng đuổi tôi đi nữa. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Dấu hiệu khi dần tin tưởng một ai đấy chính là lo sợ một ngày người đó sẽ biến mất. Cô về rồi đấy à? Anh vừa mới từ quán về đây à? Mấy nay tôi bận quá nên là không đến quán được. May mà có anh hay đến đấy. Cảm ơn anh nhé. Giữa chúng ta không cần cảm ơn đâu, đừng khách sáo. Mà này, sao cô lại bị thương ở chân đấy? Hôm nay tôi có mới đến nhà mấy con nợ để đòi, lời qua tiếng lại không may nên là có bị đẩy ngã, không sao đâu. Mà đàn em của cô đâu hết rồi? Tại sao cô lại cho đàn em của cô nghỉ? Cô đi một mình ấy nguy hiểm lắm đấy, cô biết không? Anh đang dám lên mặt đấy à tôi đấy à? Anh có nhớ ai ở đây mới gọi là nóc nhà không hả? Mà này, cô đang tính bán nhà là để lo cho đàn em của cô sau khi nghỉ làm cho cô đúng không? Tính ra là anh cũng thông minh đấy. Nhưng mà cái sự nghiệp này là của bố tôi để lại, làm sao mà tôi nói bỏ hay là muốn vứt nó đi là có thể vứt được ngay đâu. Bây giờ tôi cũng phải tính toán từng ly từng tí một cho tất cả mọi người chứ. Rồi tôi cũng chỉ có thể chậm chậm, từ từ mới có thể bỏ được nó thôi. Chỉ còn... Chỉ còn gì? Cho dù cô đi ở bất cứ đâu ấy, hay cô làm gì, tôi sẽ đều ở bên cạnh ủng hộ cô. Chỉ còn cái quán Tâm An ấy là tôi cảm thấy lo nhất thôi. Tại vì ở đấy có rất nhiều người khuyết tật, họ không thể nào mà tự mình lo mấy cái chuyện kinh doanh được. Có thể là họ có thể dành thời gian để mà làm việc, nhưng mà để tính toán những chuyện lớn thì không làm được. Nhưng mà dù sao ấy, hiện tại may là cũng có anh có thể giúp đỡ tôi làm những chuyện đấy. Này, cái này gọi là anh đang trả ơn tình cho tôi đấy nhá. Nói chung là việc gì cô nói tôi đều đồng ý hết.
trừ việc tôi phải rời xa cô. Anh đang nói cái gì đấy? Cứ như là anh đang tỏ tình với tôi ấy nhỉ? Thì đúng là như thế mà. Không được nói tiếp nữa. Alo, chị Linh ạ? À, dạ vâng, ok, em đến ngay đây. Hay là chúng ta cùng qua nhà Linh ăn cơm đi. Anh Giai đến rồi à? Anh Giai à? Anh sống Giai như đỉa ấy nhỉ? Anh em ở đây chờ mỗi anh thôi đấy. Ngay từ khi cái quán cũ chết tiệt của anh tìm được mặt bằng thuê mới là tôi đã thấy nghi rồi. Điều tra mới biết thì hóa ra là bạn thân của anh. Kể ra mà anh không giúp nó thì cũng không bị phát hiện đâu nhỉ. Rồi, chuyện của mình đừng mà lôi người khác vào. Không được. Cái tội to nhất của nó ấy, đấy là đã dám giúp đỡ anh. Chỉ khi nào anh biến mất thì tôi mới có thể yên tâm ngồi lên cái ghế chủ tịch. Vậy là đủ đúng không? Lấy đi, cái ghế là của em đấy, không ai tranh giành với em cả. Và nếu anh muốn quay về thì anh đã quay về từ lâu rồi. Không được, bây giờ anh chưa cần, nhớ sau này anh cần thì làm sao? Gọi là gì nhỉ? Phòng ngừa trước rủi ro mà. Mau thả cô ấy ra đi, chuyện này hãy chỉ để ba chúng ta giải quyết với nhau thôi. Chị xin lỗi, tại bọn chúng đe dọa chị. Chị sợ. Dương à, em làm hành động này đúng là không hề thông minh một tí nào đâu. Em tưởng là em làm anh biến mất sẽ không ai biết à? Tình nghĩa quá nhỉ. Nghe nói là đàn em của mày giải tán hết rồi. Để xem hôm nay ai cứu được chúng mày. Anh sợ là ngày hôm nay sẽ không đủ thảm sao? Này, hành động này của em ấy không hề thông minh một tí nào đâu. Em nghĩ em làm anh biến mất sẽ không ai biết à? Ok. Chết rồi, đại ca ơi. Tình hình là người của chúng nó đến đang đánh nhau với người mình ở ngoài kia. Mà bên chúng nó đông quá, bên mình không đỡ được anh ạ. Cái gì? Đứa nào làm lộ hả? Là tao đấy. Chính tao đã gửi ngôn ngữ ký hiệu cho chồng tao. Mày nghĩ là tao sẽ phản bội Tường San à? Bạn của tao với chồng tao là do bố Tường San cứu. Tao sẽ không bao giờ làm như vậy. Anh ơi, đại ca, chạy đi, không có thời gian đâu anh ơi, chạy đi. Đúng là sợ muốn chết mà. Em cũng cứ tưởng là hôm nay tận mạng rồi cơ chứ. Chị sẽ không để chuyện đấy xảy ra đâu. Chị đã thống nhất với chồng chị là mỗi khi gặp nguy hiểm sẽ gửi cho anh ấy một trái tim. Là do bọn chúng quá coi thường người của mình thôi. Chuyện này tôi phải xin lỗi hai người. Vì tôi mà cả hai người đều bị liên lụy rồi. Anh đâu thể nào mà bắt tôi cứu anh được đâu. Anh tự trách cái gì cơ chứ. Mọi người đừng lo nhé. Chuyện này tôi sẽ về giải quyết triệt để luôn. Mọi người đợi tôi ở đây. Anh không cần phải lo, người của tôi trung thành lắm. Tôi đã đuổi bọn nó đi rồi, nhưng bọn nó có chịu đi đâu. Nếu mà anh cần ý, thì tôi sẽ gọi bọn nó đến đây làm cho một trận đã đời, sau đấy thì giải nghệ cũng không muộn. Bảo vệ anh là chuyện chính đáng mà. Chủ tịch, cuối cùng thì cậu cũng đã trở về. Không ngờ là tất cả chuyện này một tay là cho tên Tương sắp đặt. Thời gian qua ấy, đã để cho mọi người lo lắng nhiều rồi. Thế còn tên Dương thì sao? Rốt cuộc là hắn đang ở đâu? Tôi nghĩ là tên Dương đang trốn. Với cả mục đích của hắn là gì thì cậu biết rồi đấy. Thế tóm lại bây giờ là hắn đang ở đâu? Ở một nơi mà hắn rất khao khát muốn. Anh biết là em đang ở đây mà. Cái ghế này là của tôi. Tất cả những thứ ở đây đều là của tôi. Dương, tỉnh táo lại đi. Anh không hề muốn làm những chuyện này. Làm đến nước này rồi, bản thân của anh cũng không vui. Nhưng anh không thể nào để cho bản thân của em đi làm hại những người xung quanh nữa. Nghe rõ chưa? Tôi chẳng làm gì sai cả. Dương, tỉnh táo lại đi. Nghĩ cho kỹ vào. Chúng ta là anh em cơ mà. Tại vì sao chúng ta lại phải đối đầu với nhau như vậy? Đối với em tình thân cũng không so sánh được bằng tiền bạc với địa vị à? Tôi chưa bao giờ coi anh là anh trai.
Anh có hiểu cái cảm giác từ trước đến giờ lúc nào tôi cũng phải núp sau cái bóng của anh, trong khi tôi tài giỏi chẳng kém gì anh cả. Tại sao anh luôn được mọi người yêu quý tin tưởng, còn tôi thì không chứ? Lẽ ra anh phải chết đi, chỉ khi nào anh chết đi mọi thứ mới hoàn hảo với tôi. Dương, đừng suy nghĩ phù phiếm như vậy nữa. Nghe lời anh. Không, chúng ta không phải là anh em. Cậu ấy đang ở trong này, mời các đồng chí vào đây làm việc ạ. Không, không, không. Tưởng San ơi, San ơi, cô đang ở đâu đấy? Cô đã nói với tôi cô sẽ đợi tôi cơ mà. Tưởng San, tôi ở đây cơ mà. Tôi về nhà thấy nhà trống quá, tôi đã tưởng cô đã dọn đi rồi cơ chứ. Tôi phải là người như thế nào thì đám đàn em của tôi mới tin tưởng tôi như thế chứ? Nói lời là phải giữ lấy lời. Tưởng San, hay là em đừng đi cũng được không? Ở lại đây đi. Tôi chỉ muốn em sống ở bên cạnh tôi, sống một cuộc sống bình yên thôi, được chứ? Tôi muốn rời đi. Tôi muốn bản thân của mình được tự do, bởi vì chính tôi có thể tự lo được cho tôi mà. Không, em biết rồi. Em vẫn sợ hãi, em sợ cô đơn nữa. Anh, sao anh biết? Bởi vì em cũng giống như tôi thôi. Bản thân tôi cũng sợ những thứ đó. Và tôi chỉ cảm thấy tôi chỉ muốn sống bên cạnh người mình yêu và sống một cuộc sống bình yên như thế thôi. Được rồi. Vậy thì bởi vì tôi đã nhận anh về nên là từ bây giờ anh sẽ là của tôi. Nếu mà sau này anh có làm gì sai thì tôi sẽ trả anh về nơi mà tôi nhặt được đấy nhá. Em muốn làm gì cũng được. Trời đất ơi, mình ngắm đến phút thứ 5 rồi mà mình vẫn thấy xinh nữa. Được rồi đấy, như thế này là mình phải tự tin lên. Xem nào, hợp đồng lần này mình mà ký được thì chắc chắn là bố sẽ rất tự hào về mình đấy. Ôi trời ơi, ê ơi đấy, bản thân đã ế thì không sao, đây cả ngày lẫn đêm chẳng ai qua sửa xe chán thật đấy. Ôi giời ơi, rồi 3-4 ngày rồi không có ai thùng xăm thùng lốp để cho con kiểm tra một tí. Này này này, mong người ta gặp nạn đấy hả? Ui, Nam Mô A Di Đà Phật, người ta mà không gặp nạn thì tao mày lấy gì bỏ mồm. Biết là thế, mà làm mấy trò đấy nó thất đức quá. Này 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 này, làm gì đấy? Mày làm trò đấy là hả? Mày bé bé cái mồm thôi, mày tao mà may tao cho mày hưởng ké rồi á. Hưởng cái gì mà hưởng? Úi giời, tao đã bảo thôi đi rồi mà. Cái thằng này mày buồn cười, sao lại nhặt đinh của tao vào? Mày thôi gầy, làm mấy cái trò thất đức này về sau sám hối không kịp đâu. Việc của tao. Ui, có luôn con mồi đến. Ôi, trời đất ơi, xe của tôi. Thần kinh mất, ai lại giải đinh ra đường này? Rõ ràng bình thường mình nhặt hết đinh rồi. Này, cái anh kia, anh cầm cái gì trên tay đấy hả? Không, tôi cầm gì đâu. Anh chắc chứ? Tôi chắc chắn mà. Cái gì ở trên tay của anh kia? Anh có tin là bây giờ tôi sẽ đấm anh một cái để cho anh thấp mắt không hả?
cô phải nghe tôi nói đã, không phải số tôi làm thật. Không phải anh chứ còn ai nữa. Bây giờ nếu mà không phải anh ấy, thế chẳng nhẽ mấy cái đinh ở trên tay anh tự dưng nó rớt xuống đường như thế à? Tôi nói không phải là tôi rồi mà. Tôi nói thật nhá, anh là đàn ông hay là đàn bà đấy? Tại sao anh dám làm mà không dám nhận hả? Này, cô nói là đàn bà đấy hả? Tôi nói anh là đàn bà đấy. Ôi, cô gái ơi, xe thùng xong rồi à? Thế đưa đây anh vào, anh vá phát một cho xong nhá. Anh vào anh làm, anh sửa đâu. Này anh kia, anh có tin là tôi sẽ la làng la xóm lên cho tất cả mọi người ở đây đều biết anh là thằng đểu cái như thế nào không hả? Chị mà khổ quá, tôi có làm được cái gì đâu. Em ơi, để anh vào anh sửa cho. Tôi hỏi anh này, anh đang muốn bị chửi chung hay là sao đấy? Anh làm sai à? Mà tại sao anh lại phải sửa? Nhưng mà tôi là... Là gì? Muốn cái gì? Không, không. Cẳng thế. Thế thôi đấy, phần ông cả ấy. Này, đi đâu đấy? Sao? Thế bây giờ anh có sửa không? Rồi, sửa thì sửa. Không biết là nó giấu hồ sơ ở đâu được nhỉ? Này anh sửa sắp xong chưa? Chưa xong được đâu. Mà trời đất ơi, anh làm ăn cái kiểu gì thế? Tại sao anh lại giải đinh ra đường? Khổ lắm, tôi đã nói là tôi không có làm. Thế là tôi trách nhầm anh à? Chả nhầm thì sao nữa. Vừa nãy ấy, có một thằng nó giải đinh ra đường. Tôi lúi đằng sau tôi nhặt. Ai ngờ ngửa lên cô thấy tôi đấy. Thế thì anh cho tôi xin lỗi nhá. Thôi, bỏ qua đi. Mà cô làm ở gần đây à? Tôi không. Thế nhà cô gần đây à? Cũng không luôn. Thế sao thì hôm nay cô lại đi xe đạp này? Đi ô tô phải cho nhanh không? Thì điều kiện không cho phép nên là... Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi nhá. Mà thôi, chắc là tôi sẽ để xe đạp ở đây rồi tôi ra ngoài kia bắt xe đây. Sao tôi tưởng cô bảo cô ra ngoài bắt xe? Nhưng ở đây tôi thấy khó bắt xe quá. Biết làm thế nào bây giờ? Cả cửa hàng tôi có mỗi chiếc xe mà em gái tôi đi mất rồi. Không sao đâu, tôi gọi xe cũng được mà. Alo, bác ạ. Dạ, xe đạp của con hỏng mất rồi. Bây giờ con gửi địa chỉ xong rồi bác cho người qua đón con bác nhá. Dạ, dạ. Mà này, khi nãy cô chửi tôi xơi xơi, tôi còn nghĩ cô là người đánh đá. Hóa ra cô cũng dịu dàng phết nhỉ. Thì vừa nãy tôi hiểu nhầm anh. Anh cho tôi xin lỗi nhá. Tôi đã mắng anh, say chửi anh quá trời luôn. Không gì đâu, chuyện gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua thôi. Xe của tôi cũng đến rồi. Thôi, tôi xin phép anh, tôi về trước nhá. Bye bye. Sao cô bảo với mình? Chuyện gì vừa xảy ra nhỉ? Đi xe đạp, ô tô sang. Mình vừa bị trêu à? Là nó giấu ở đâu được. Mình mà không tìm ra chắc chắc đấy. Thì ra là mày giấu ở đây à? Quả này con tưởng sang chết chắc rồi.
Trời đất ơi, có chuyện gì đã xảy ra thế này? Tôi chết rồi, bản kế hoạch của mình đâu nhở? Trời ạ, tại sao bản kế hoạch của mình lại có thể mất được cơ chứ? Bây giờ mình phải làm sao đây? Không sao cả, bây giờ mình chỉ cần bình tĩnh thôi, chắc chắn là sẽ có thể làm lại được mà. Sời, nay yêu đời thế nhở, đắt khách lắm à? Đắt cái gì hả anh, ế năn cả răng ra đây này. Long, cái gì đây? Cái gì hả anh? Mày thử nhìn xem đây là cái gì. Đây là cái gì? Cái này em có biết gì đâu. Em bỏ đâu rồi? Mày lại giở trò đi giải đinh người khác đúng không? Ủa anh ơi, em có làm thế đâu. Mày... Ủa anh ơi, anh ơi, em có ngu đâu mà em làm thế hả? Anh đánh mạnh mà thay ra chảo tí tâm gì cả anh ạ. Này, mày biết là người giải đinh đấy nhá. Này, mày giải đinh mày còn đổ oan cho người khác à? Anh đánh mạnh vào, anh đánh thêm vào. Ủa anh ơi, em có làm đâu. Thằng lại, tao bóp cổ mày, tao bóp cổ mày. Đứng lại cho tao. Một cuộc họp quan trọng như thế này mà cô lại đến muộn được sao? Cũng đến giờ thuyết trình rồi. Ai sẽ là người thuyết trình trước đây? Cô San đến muộn như vậy chắc là chưa chuẩn bị được gì. Thôi thì để tôi thuyết trình trước đi ạ. Mời cô. Đây là bản báo cáo của tôi, mời anh xem qua. Tôi xin phép được thuyết trình. Của mình giống đến từng chữ, từng chi tiết luôn á. Dạ vâng, tôi xin phép bắt đầu bài thuyết trình của mình. Cô San, tại sao bản thuyết trình của cô lại giống cô Linh đến 99% như thế? Cô ăn cắp đúng không? Nếu mà cô ăn cắp thì cô cũng phải chỉnh sửa cho nó khác đi một chút chứ. Thật sự đây là ý tưởng của tôi. Tôi không hề có ăn cắp ạ. Tôi nghe nói là cô xinh đẹp, cô giỏi giang lắm. Hóa ra là như thế này đấy à? Dạ, anh hiểu nhầm tôi rồi. Tôi sẽ ký hợp đồng với cô Linh. Còn cô ấy, về xem lại cách làm việc của mình đi. Cô đừng có tự cho mình là giỏi giang nhất nữa. Cô cũng chỉ là một hạt cát nhỏ ở trên sa mạc mà thôi. Dám đối đầu với tôi à? Cũng chỉ vì cô xinh đẹp, giỏi giang hơn tôi nên là cô đáng bị như thế. Rồi cô cũng sẽ bị hất ra khỏi công ty thôi. Đã bảo phải do người ta làm rồi, cứ bắt người ta nhận. Ghét. Mà sao cô gái sáng nay nhìn trông vẻ sang chảnh thế nhỉ? Chắc lại con của đại gia nhà giàu nào giảm thằng nghèo rồi. Ngon rồi. Tí nữa mình phải nổ giá mới được. Chứ quả này cần phải xả xui thôi. Làm người tốt khó thế. Vừa nói gì đấy Long? Đâu, em có nói gì đâu anh. Liệu hồn đấy. Thôi, làm người tốt cũng không được phép làm như thế. Mình đang tu tâm dưỡng tính cơ mà. A-di-đà Phật. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng chỉ có thể nghĩ được là chính cô Linh là người đã ăn cắp bản ý tưởng rồi bản kế hoạch của mình thôi. Đúng là như thế rồi. Chỗ làm việc của mình ý thì cũng bị lục tung lên. Cả cái phòng này cũng bị đào bới. Rồi cô Linh lại có một cái bản kế hoạch giống y hệt của mình. Chắc chắn là cô ta rồi. Alo bố ạ, con đây. Con gái của bố đang ở công ty hay ở nhà thế? Dạ, con ở trên công ty bố ạ.
thế nào rồi? Công việc có gì khó khăn không? Có vất vả lắm không? Con không có thích công việc này làm bố ạ. Công ty trước sau gì cũng là của con, nên bố muốn con làm từ những việc nhỏ nhất để thấu hiểu được tất cả. Dạ vâng, con hiểu mà. Con biết là tại sao bố lại làm như vậy. Cố gắng nhé, con gái. Ở nhà ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe đấy. Còn nữa, nhớ phải kiềm chế lại cảm xúc, không được làm gì ảnh hưởng đến mọi người, nghe chưa con? Con biết rồi ạ, bố cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Mấy tháng nữa sau khi mà công việc ổn định hơn, con sẽ bay vào để thăm bố. Dạ, con chào bố. Bố mình điều hành được cả hàng trăm con người, chuyện nhỏ này ấy, có là gì đâu hả Sang? Cố lên nào. Anh gì ơi, anh chủ quán có ở nhà không ạ? Em đến để lấy cái xe đạp ạ. Thằng Long ấy à? Nó đang trong nhà. Mà em không phải là người đụng phải Đinh sao? Dạ vâng, là em đây. Mà sao anh lại biết ạ? Thì anh bảo này, thằng em anh ấy nó trẻ người non dạ, có gì em bỏ qua cho nó nhá. Không phải đâu anh ạ. Thật ra là anh cũng hiểu nhầm anh ấy rồi. Ấy không phải là người giải đinh đâu. Người giải đinh ấy là một người khác cơ. Sao lại không phải nhỉ? Anh ơi. Ê, thằng Long có nhà không anh? Hello em gái, lại gặp rồi. Anh, chính anh là người giải đinh ra đường đúng không? Sao cô biết? Không, ý của tôi là... Tôi xin lỗi, tôi nói cho anh biết nha, là tôi có vô gia truyền ở trong người đấy anh. Tôi sống. Tôi chết. Anh ơi, tôi không có cố tình đâu. Tôi xảy ra. Đau mắt của tôi. Tôi xin lỗi anh nhá, tôi có cố tình đâu. Ai bảo anh tự nhiên chạy vào làm gì? Cô ấy, đàn bà con gái mà hung dữ, đánh người ta đến mức. Này, anh có tin là tôi đánh anh nữa không đấy? Đau quá. Nhẹ thôi. Đáng đời mày, để tao chụp ảnh cho cái lên. Sao anh không làm thế với em nữa? Cho mày chừa. Thôi anh ơi, em bảo sao để em chơi đi, tệ lòng. Đi. Mà Linh là ai đấy? Em gái của tôi. Nhà tôi có ba anh em. Ra là thế. Bà đấy, tôi xưa đến nay chưa mảnh tình vắt vai nào bao nhiêu thanh xuân đâu đấy. Tự nhiên cô nhắc lại làm tôi cảm thấy thổn thức trong tim. Tim của tôi. Anh bị làm sao đấy? Tôi có đánh vào tim của anh đâu, làm sao anh đau tim được? Tim của tôi đập nhanh quá. Thôi chết, như thế này không ổn rồi. Hay là để tôi đưa anh đi bệnh viện nhá. Không, nó đập nhanh ấy là bởi vì nó đang thổn thức đấy. Ăn nói tào lao. Mà này, tại sao anh không thử suy nghĩ xem là cái công việc này nó có phù hợp không? Hay là anh thử đổi nghề ấy? Đổi nghề á? Thôi, cứ để từ từ cho tôi tính. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Chắc là tôi về trước đây. Ngày mai có gì tôi sẽ qua thăm anh sau nhá. Cô muốn gì? Chẳng muốn gì cả. Thích ngáng đường mày vậy thôi. Rốt cuộc là cô đang muốn cái gì? Tôi không có nhiều thời gian để đứng đây mà đôi co với cô đâu. Tại sao mày cứ suốt ngày thích ra vẻ thế nhở? Tưởng mình giỏi giang lắm đấy à? Chắc là tôi cũng đủ giỏi để mà làm việc rồi để cho ai đấy ăn cắp chất xám của tôi đấy. Mày thua cuộc nên là không phục đấy à? Ai là người thua cuộc, ai là kẻ thắng cuộc thì thời gian sẽ trả lời và chứng minh được điều đấy thôi. Mày cứ đợi đấy đi. Tao nhất định sẽ đá mày ra khỏi công ty bằng mọi cách. Được thôi, tôi sẽ ở đây và chờ đợi cô, xem là cô làm được cái trò gì nhá. Mày dám à? Còn nữa, tôi đây không có ngây thơ để cho cô muốn làm gì thì làm đâu. Cô cứ cẩn thận đấy. Con điên này. Đổi từ sửa xe sang rửa xe rồi.
thế mà vẫn ế. Làm thế nào để thay đổi cái vận này đây? Anh Long ơi, anh ở nhà không tha? Cô đến thật đấy à? Đương nhiên rồi, tôi sống là hơi bị có trách nhiệm đấy nhá. Mà này, mắt của anh đỡ đau chưa? Cũng đỡ thâm rồi, nhưng mà vẫn còn đang nhức lắm. May mà có cô gửi thuốc đến nên là mới khỏi nhanh như thế đấy. À, mà nhá, tôi đã phát hiện là anh đổi biển hiệu rồi đúng không? Thì tôi mới đang nói đây. Đổi cái biển hiệu xong ấy, thấy chả khấm khá lên tí nào cả. Thế á? Thế thì anh rửa xe cho tôi đi. Rửa xe á? Cái xe đạp bé tí đấy của cô có bẩn lắm đâu, rửa làm gì? Ý của tôi là rửa xe ô tô cho tôi. Ô tô? Ô, thế là cái xe sang xịn mịn đấy là của cô à? Ừ, chứ làm sao nữa. Thế mà đợt trước cô bảo với tôi là hoàn cảnh của cô khó khăn lắm cơ mà. Ý của tôi là hoàn cảnh khác cô. Hoàn cảnh gì? Người ta đã không muốn nói rồi, khổ thật đấy. Thì cứ nói đi, có làm sao đâu. Tôi tại vì tôi đang muốn giảm cân nên là tôi mới đi xe đạp thôi. Giảm cân? Cô đúng là biết cách tạo bất ngờ với người khác đấy. Cái đấy cũng chỉ là do anh hiểu nhầm ý tôi thôi mà. Mà này, thế cô làm nghề gì mà sao cô giàu thế? Thú thật với anh, tôi ấy thì cũng chỉ là nhân viên 3 cọc 3 đồng, cũng là sinh viên vừa mới ra trường nữa. Nhưng mà cái công ty đấy lại là của bố tôi nên là... Nhà cô công ty riêng á? Ừ, sao anh ngạc nhiên đấy? Thú thật với cô nhá, tôi nói cho cô nghe, từ bé đến lớn ấy, cả cuộc đời của tôi chưa bao giờ chơi cùng hay là tiếp cận với người nhà giàu luôn ấy. Tôi cũng có khác người thường là mấy đâu, anh cứ làm quá lên. Thế này, công ty của nhà cô tên là gì ấy? Ừ, anh có biết công ty FVM không? Đấy là công ty của nhà tôi đấy. Ơ, FVM á? Ừ. Trái đất tròn thật đấy. Công ty FVM là công ty của em gái tôi đang làm. Em gái anh á? Ừ. Em gái của anh tên là gì? Em gái của tôi tên là Linh. Mà nghe bảo trong công ty đấy chỉ có một mình em gái tôi tên là Linh thôi. Chật nhẽ, lại là cô Linh đấy. Này, đúng là hay thật đấy. Như kiểu tôi cô được sắp đặt sẵn ấy. Tôi cũng có cảm giác là như ông trời sắp đặt đi. Sao cô ta lại ở đây? Không lẽ cô ta đang định quyến rũ anh trai mình sao? Ừ, mà tôi với cô va với nhau thì cô lại làm trong FVM. Em gái của tôi lại cũng làm cùng công ty FVM. Thế mới hay. Cô ta là con gái của chủ tịch á? Không thể nào. Ơ, Linh, về lúc nào đấy? Lại đây anh bảo. Em mới về ạ. Ừ, này, cô Sa này là con gái chủ tịch công ty em đang làm. Em thấy cô có quen không hả? Em trái đất này tròn thật đấy. Tôi không nghĩ là tôi và cô sẽ gặp nhau ở trong hoàn cảnh như thế này. Ơ, thế là quen nhau rồi à? Làm cùng nhau nên biết rồi đúng không? Đúng thế, chúng tôi quen nhau. Cô Sa, cô là con gái của chủ tịch thật sao? Đúng vậy đấy. Tôi... Cô có gì muốn nói với tôi không? Tôi không biết nên nói gì nữa. Tôi đã biết được là chính cô là người đã ăn cắp bản kế hoạch của tôi qua camera giấu kín. Nhưng mà tôi đã không muốn làm lớn chuyện vì việc đấy sẽ ảnh hưởng đến công ty. Tôi xin lỗi. Nếu cô muốn được mọi người công nhận thì tốt nhất cô nên đi lên bằng thực lực của mình, chứ không phải là làm những cái trò như vậy. Tôi... Là do tôi suy nghĩ nông cạn ấy mới vậy. Linh, em làm cái gì đấy? Không sao, bây giờ cô chỉ cần giải bày lại với phía đối tác là được. Vậy tôi sẽ bị đuổi việc sao? Lúc đầu tôi cũng định là như thế, nhưng mà tôi sẽ nể mặt anh trai của cô và tôi sẽ không làm như vậy. Cảm ơn cô, tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng bù đắp nhiều hơn cho công ty. Tưởng sao, tôi xin lỗi cô nhé. Tại sao anh lại xin lỗi tôi? Tất cả là do tôi. Tôi làm anh trai của con bé mà tôi không biết dạy dỗ nó, để làm ảnh hưởng đến cô nhiều rồi. Không phải đâu, anh đừng có nói như thế. Không được đâu. Nếu như cô không nhận lời xin lỗi này, sau này chúng tôi sẽ áy náy với cô lắm đấy. Được rồi, tôi đồng ý. Việc công ty giải quyết thế nào rồi đi? Em cũng đã giải quyết ở bên đối tác, và cô San cũng đang làm việc ở bên đấy ạ. Anh thật sự rất buồn với em đấy Linh ạ. Em xin lỗi. Lần đầu cũng là lần cuối, em hãy cố gắng làm người tốt và có ích cho xã hội nhá. Em nghe rồi ạ. Linh này, em là cô San.
Thế Tường San là người như nào? Ý anh là sao? Ý là tính cách thế nào ấy? Em không thể phủ nhận được sự xinh đẹp và dịu dàng của cô ấy đối với mọi người. Nhưng mà ai lệch cái là chết ngay đấy. Cái này thì anh biết. Cô ấy cũng rất giỏi nữa. Cô ấy có thể giải quyết một đống công việc chỉ trong một ngày. Thật á? Giỏi như thế á? Vâng ạ. Cô ấy là du học sinh mới về, giỏi nhất, xinh đẹp nhất, nên là cũng có nhiều người ganh ghét lắm. Tại sao lại có một người con gái có thể hoàn hảo từng chi tiết như vậy được? Này, Long, mày thích cô ấy à? Bậy, sao anh lại nói em thế? Em làm sao mà với tới cô ấy được? Thôi đi, nhìn mắt anh là em biết rồi đấy. Biết cái gì? Thì biết là anh thích cô ấy chứ còn gì nữa. Anh mà không nhanh lên là hết phần đấy nhá. Đàn ông con trai, mạnh mẽ lên, có gì tao và Linh giúp. Thật không? Hai người hứa đấy nhá. Đấy, biết nghe là thích mà. Biết ngay là nó đùa. Thật, em gãy sơ sẽ giúp anh. Qua nhà tôi dùng bữa nhá. Tôi xin phép đi trước. Dạ. Người gì đâu, vừa sáng sủa, vừa cao ráo lại còn đẹp trai nữa chứ. Đáng yêu ghê. Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Anh Long ơi! Cô Linh ơi! Sao mà nhà lại tối om như này ta? Mọi người đâu hết rồi ạ? Chúc mừng sinh nhật Tường San! Sao anh biết là hôm nay sinh nhật của tôi? Chúc mừng sinh nhật chị! Trời ạ! Mọi người làm cho tôi bất ngờ quá! Chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhá! Chúc cô tuổi mới có được tất cả! Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cô San này. Sao thế? Ông trời đã tạo ra cơ hội cho tôi gặp được cô. Thế cho nên là... Ý của anh là gì cơ? Tôi thích cô và tôi muốn... Tôi hiểu được ý của anh rồi. Nhưng mà hiện tại tôi đang muốn tập trung cho công việc của mình hơn. Tôi chưa có sẵn sàng cho chuyện này. Không sao, vậy thì chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau mà. Mà chẳng phải mọi người mời tôi đến đây để ăn cơm mà đúng không? Tôi đói quá rồi đấy. À, đúng rồi, tôi quên mất. Thôi, bây giờ cô thổi nến rượu ước đi, rồi chúng ta ra ăn cơm không đồ ăn nguội mất. Đúng rồi, thôi mọi người nhanh lên rồi ra ngoài ăn cơm không nguội mất. Ok. Hôm nay lại là sinh nhật của mình. Như thế là mình lại già thêm 1 tuổi rồi. Tường San. Anh Long. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Thêm 1 sinh nhật nữa, anh lại được bên cạnh em rồi. Em cảm ơn anh.
Tờ San, anh tặng em bó hoa này. Anh chúc em mãi mãi xinh đẹp như những đóa hoa này nhé. Sau một thời gian tìm hiểu, anh cảm thấy anh muốn tiến đến với em rồi. Em đồng ý cho anh cơ hội làm bạn trai của em nhé. Em đồng ý. Em yêu anh. Chúc mừng anh chị. Chúc mừng hai đứa nhá, vui quá. Hai đứa mãi hạnh phúc nhá. Xin cảm ơn mọi người.